Truyền thông Trung Quốc mới đây đưa tin Trung Quốc đang có kế hoạch xây dựng một căn cứ trên mặt trăng bằng cách sử dụng đất từ mặt trăng. Kế hoạch dự kiến sẽ khởi động ngay trong thập kỷ này. Theo nguồn tin hơn 100 nhà khoa học, nhà nghiên cứu và các công ty về không gian Trung Quốc gần đây đã họp mặt tại một hội nghị ở thành phố Vũ Hán, miền Trung Trung Quốc để thảo luận về cách xây dựng cơ sở hạ tầng trên mặt trăng. Ông Trinh Yun, một chuyên gia từ Học viện Kỹ thuật Trung Quốc cho biết, một đội ngũ đang tiến hành thiết kế robot có tên là Super Martian Trung Quốc để xây gạch từ đất của mặt trăng. Robot được giao nhiệm vụ chế tạo gạch từ đất mặt trăng sẽ được phóng lên mặt trăng thông qua chương trình thám hiểm Chang'e của Trung Quốc vào khoảng năm 2028. Ông Đinh cho biết thêm rằng Trung Quốc đang hướng tới mục tiêu lấy được mẫu đất thuộc bề mặt bị che khuất của mặt trăng vào khoảng năm 2025. Năm 2020, nước này cũng đã thành công lấy được các mẫu đất ở phần không bị che khuất. Ông Đinh và hàng chục chuyên gia đã tham dự hội nghị xây dựng ngoài trái đất được tổ chức tại Đại học Khoa học và Công nghệ Hoa Trung ở Vũ Hán vào cuối tuần vừa qua.